Xin mến chào quý vị và các bạn. Hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đi cập nhật sân vận động Đà Lạt. Sân vận động Đà Lạt được cập nhật vào ngày 12 tháng 9 năm 2021. Hôm nay ngày 12 cũng là cái ngày cơn bão Côn Sơn đã đi vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Hôm nay thì có một tí nắng rồi. Quý vị và các bạn thấy hôm nay các công nhân của chúng ta đang trộn bê tông xây nốt cái phần bờ ta ly ở đây. Và quý vị và các bạn có thể để ý là mưa nhiều quá, thành ra nó ra những cái vũng nước sình lầy như thế này nè. Các anh đang xây nốt cái bờ ta ly ở đây. Để ý thì chỉ có 3 công nhân đang làm việc. Mấy bữa nay mưa quá quý vị không có cập nhật sân vận động Đà Lạt, gửi đến quý vị và các bạn coi được cũng thông cảm cho mình nha. Mưa quá, mưa cả tuần nay luôn. Bây giờ mình sẽ quay khán đài C để coi cái phần bên này làm tới đâu rồi. Ở đây là cái công viên này quý vị và các bạn. Sau này thì cái chỗ này nó cũng đẹp lắm. Người ta đang lót những cái viên gạch còn chưa xong. Mưa quá không có làm gì được. Không biết cuối năm nay có kịp bàn giao sân vận động không nữa. Đây là những cái lối thoát hiểm này. Cũng chưa thấy đổ bê tông. 8 năm rồi quý vị và các bạn, nhưng mà cũng dự kiến là cũng sẽ hoàn thành dịp cuối năm nay đó. Ở đây mình thấy có cái vũng nước khá là lớn do mưa. Đây, cái vũng nước sình. Máy móc thì không có làm được, tạm ngưng hết rồi. Bây giờ vẫn thấy trời còn âm u. Có khả năng lát nữa sẽ mưa đây. Bây giờ mình sẽ quay trở lại với khán đài A và công nhân của chúng ta hôm nay làm cái gì ha. Như chúng ta đã thấy thì các công nhân đang ngồi ở trên phía khán đài, tính toán có lẽ là nay mai sẽ đổ nốt mấy cái cục trụ ở bên này để mà kịp lắp máy che chứ. Ở phần bên này họ sẽ lắp cái máy che lên. Cái phần khán đài nó hơi cao ha. Với lại cái khoảng cách giữa những cái khán đài ở đây thì họ để lại những cái lỗ hở khá là xa nhau. Chính vì vậy thì nhìn nó cũng không có liền lạc cho lắm. Nhưng cũng hy vọng là sau khi hoàn thành xây dựng xong thì sân vận động Đà Lạt rất là đẹp. Ở đây thì mình thấy là có một số công nhân đang di chuyển, đang vác những cây sắt đi đến cái phần bên này. Hôm nay cũng không có đông công nhân làm việc cho lắm. Các công nhân tập trung về góc này, đang tính toán thi công gì ở góc này đây. Sắt thép vẫn còn khá là ngổn ngang ở phía dưới nè. Để mình bay lên phía trên. Cỏ.
quý vị và các bạn có thể thấy là những cái vũng nước còn đọng lại ở đây sau những trận mưa liên tục, mưa xối xả. Ngày hôm nay cái đường đi lên ở bên Cao Bá Quát thì họ cũng đã trải đá lên rồi này. Mình thấy khán đài B thì hôm nay có các công nhân không có làm. Bên này còn chưa xong này. Ở đây có cái cầu thang đi lên. Các cái đống đá thì được đổ sẵn ở đây rồi, chờ ngày nào đó nắng thì sẽ ban nó ra, sẽ trải đều khắp cái chỗ này ra để mà lót nền, lót những cái viên gạch chuông giống ở ngoài quảng trường á. Quý vị và các bạn có thể quan sát thấy có hai công nhân đang hàn. Rất có thể là sẽ hàn những khung sau này để đổ nốt phần chỗ ngồi. Những cái vũng nước khá là lớn. Quý vị có thể quan sát thấy sình nè, sình ơi là sình, khả năng là phải đợi mấy ngày nắng á thì cái chỗ này nó sẽ ráo, các công nhân của chúng ta mới làm tiếp được cái phần khuôn viên chứ sình quá, máy móc thì không có làm được gì, tạm ngưng hết trơn. Nhanh tình hình sân vận động Đà Lạt gửi đến quý vị và các bạn nha, và đừng quên nhấn đăng ký kênh cho mình để mình có thêm động lực ra nhiều video hay hơn trong thời gian sắp tới. Bye bye các bạn nha, cảm ơn các bạn rất là nhiều, hẹn gặp lại các bạn trong clip sau nha.